Các bạn thân mến, Phương Tâm gọi cái món bánh ngày hôm nay là món bánh bông lan cười tại vì cái hình dáng của nó cũng khá giống với món bánh bao cười. Có thể trong số các bạn cũng có bạn nghĩ rằng đây khá giống với một dạng bánh thuẫn, bánh bông lan bông, bánh bò bông hay gì đó. Thì bản thân Phương chưa ăn bánh thuẫn bao giờ, nhưng Phương cũng tham khảo một số công thức và điều chỉnh lưu lượng theo cái khẩu vị của mình. Và mình cũng chỉ cho các bạn các lỗi khi mà mình đánh trứng tại sao mà nó không bông. Nguyên liệu cần thiết cho món bánh này, các bạn phải dùng bột mì độ đạm thấp. Bột mì số 8, ở đây Phương dùng cái hiệu hoa sen đỏ, 150g. Tiếp theo là bột tàn mì. Mục đích cho bột tàn mì để giúp cho bánh thật là bong xốp luôn. Trong bột tàn mì thì hầu như không có protein. Khi pha bột mì với lại bột tàn mì thì mục đích của mình sẽ giảm cái lượng protein có trong bột. Hai loại bột này mình trộn với nhau và nhất định phải rây cho thật là mịn. Các bạn nhớ mở phụ đề để đọc thêm những cái thông tin quan trọng mà Phương viết đi kèm. Tại vì trong lúc làm clip thì có những cái thông tin mà mình quên nói thì mình sẽ ghi vào ở bên dưới. Dụng cụ rây bột thì mình không nên rửa sau khi sử dụng mà mình chỉ rũ bỏ những cái phần bột khô và cất trở vào tủ thôi. 80g đường bột. Đường bột thì cũng rất là dễ bón cục nếu mà để lâu ngày. Mình cũng nên rây cho thật là mịn trước khi sử dụng. Nếu dùng đường cát trắng thì mình sẽ dùng 70g. Một nguyên liệu Phương cho vào không bắt buộc, nhưng mà nếu thích, các bạn ở nhà có sẵn thì mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê bột trứng custard. Ở Việt Nam các bạn hay gọi là bột lion hay là bột sư tử gì đó. Bột nổi là nguyên liệu không bắt buộc lắm, nếu các bạn không thích có thể cho qua. Ở đây Phương sẽ sử dụng là nửa muỗng cà phê bột nổi, là tầm 1,5 đến 2g. Hoàn toàn không dùng bột nổi thì bánh sẽ nở tét muối ít hơn. Mình cần có 1/4 muỗng cà phê muối. Trong clip Phương quay thiếu cái công đoạn này nha. Đây là cái phần bột khô. Về phần chất lỏng thì mình sẽ dùng nước cốt dừa. Nước cốt dừa sẽ ngon hơn rất nhiều so với các bạn dùng sữa tươi. Mình sẽ dùng 120g. Nửa muỗng cà phê tinh chất vani để khử mùi tanh của trứng. Trước khi bắt tay vào làm, Phương đã bắt một cái nồi nước sôi. Tốt nhất là sau khi nước sôi bạn cho khoảng 4-5 cọng lá dứa vào đây, khi mình hấp bánh thì sẽ ngon và thơm hơn. Bánh hấp thì các bạn có thể sử dụng tô, chén kiểu, sành, sứ hoặc là khuôn nhôm. Ở đây Phương dùng một cái sửng hấp tre nhỏ dạng điểm sấm, mình lót vào đây là giấy chống dính. Công thức hôm nay Phương sẽ dùng 2 cái trứng gà và mình làm được 2 cái bánh như vậy, có đường kính là khoảng 12cm. Mình sẽ sử dụng phương pháp đánh bông nguyên trứng, tức là mình không có tách lòng như là những cái công thức bánh bông lan khác. Cái khó của cái dòng bánh này là cái lượng đường rất là nhiều, cho nên là cái thời gian cho đường vào cũng phải hợp lý. Nếu các bạn cho lượng đường vào quá trễ hoặc quá chậm thì trứng sẽ không có nổi được đâu. Có thể là các bạn nên cho tất cả cái lượng đường vào lúc đầu tiên luôn và trứng mình dùng là nhiệt độ phòng. Còn chắc ăn hơn là mình sẽ đánh trứng trên một cái thố nước ấm khi có cái hơi nóng ở bên dưới thì giúp cho đường mau tan và trứng mau bong hơn. Còn nếu các bạn dùng trứng lạnh là coi như là sẽ thất bại hoàn toàn. Trứng gọi là đánh bông đạt khi nào mà các bạn nhấc cái que lên và mình có thể vẽ được một cái con số 8, và cái số 8 này nó không có chìm ngay dưới bột mà nó có thể nổi ở trên mặt bột tầm 3-4 giây thì gọi là đạt. Còn nếu mà các bạn đánh mà cứ thấy nó lỏng le, càng đánh nó càng chảy re re như vậy á, tức là cái tốc độ cho đường quá chậm và quá trễ, cái trọng lượng nặng của đường đã làm xẹp tất cả những cái bọt khí nãy giờ mình đánh được. Bột khô và chất lỏng ở đây là nước cốt dừa, mình sẽ chia ra làm 3 đợt và cho vào xen kẽ. Trước tiên là mình sẽ cho phần bột khô, trộn đều khoảng chừng vài 3 vòng thôi, các bạn đừng cố gắng trộn quá kỹ. Tiếp đến là một phần nước cốt dừa và cứ như vậy các bạn cho xen kẽ. Dùng thao tác là mình dùng cái phới lòng quét bột từ dưới lên, hất xuống và mình gõ. Tránh thao tác trộn quá kỹ sẽ làm cho bánh bị chai vì xẹp tất cả các bọt khí. Bước cuối cùng thì Phương cho 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani. Bánh này nó sẽ nở bung khi mà các bạn cho phần bột gần đầy mặt khuôn chút xíu thì nó sẽ nở và cười đẹp hơn. Phương được một người chị bạn thân nhờ làm bánh bông lan cười vào dịp khai trương quán của chị, cho nên là
Trong cúng kiến của người Hoa thì đây là một món bánh mang lại cái sự hồng phát và may mắn, cũng như là trong năm mới. Để bánh nở múi đẹp thì mình sẽ dùng chút xíu nước cốt chanh, nhúng cái đầu, cái dao nhọn vào và mình vẽ hình chữ thập giúp cho bánh khi hấp sẽ nở những cái múi đẹp hơn. Bạn phải bảo đảm là nước nồi hấp phải đủ và phải thật là sôi, và mình phải có cái khăn để mình lót giúp cho bánh không có bị nhiễu nước. Thời gian hấp thì tùy vào cái kích cỡ. Đường kính 10-12cm thì Phương đã hấp 40-45 phút. Còn nếu mà cái dạng bánh nhỏ nhỏ như là muffin cupcake thì tầm 20-25 phút là được. Nếu mà các bạn thích in một cái dấu in lên mặt bánh thì nên làm liền lúc mà bánh còn nóng. Do bánh Phương làm mang đi biếu tặng cho nên Phương không có mở ra cho các bạn xem. Phương có làm một lần bằng cái chút xíu màu thực phẩm lá dứa. Thì đây là bánh bị đọng nước. Nó rất là mềm, xốp, nhưng mà Phương công nhận đây là chiếc bánh mang cái ý nghĩa tượng trưng, mang lại sự may mắn nhiều hơn là về cái hương vị. Tại vì nó vẫn thuộc cái dòng bánh đặc ruột, ăn nhiều thì cũng có thể bị mắc nghẹn nha. Còn đây là bánh bao cười, Phương đã có công thức rồi. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Clip này sẽ kết thúc năm 2021. Phương cảm ơn và hẹn gặp lại.